Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị đây là tôi đang đứng ở đường Phan Đăng Lưu thuộc thị trấn Long Điền quý vị nhé, thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì đường Phan Đăng Lưu này á là nó cắt ngang với lại đường quốc lộ 55, giao với lại quốc lộ 55, thì đây là ngay đây này, quốc lộ 55 đây. Đấy, đèn xanh đèn đỏ đây quý vị nhé. Từ đây ra quốc lộ 55 khoảng 100 mét, chưa đầy 100 mét. Thì chỗ này là ngay gần với lại trung tâm hành chính của huyện Long Điền đấy quý vị nhé. Rất là gần. Quý vị có thể lên trên Google Maps để thấy được cái vị trí này như thế nào, rất là dễ thôi. Đường Phan Đăng Lưu, thị trấn Long Điền. Đây là ngay gần với lại công an huyện này, công an huyện Long Điền đây này. Ngay bên. Thì trước khi vào nội dung chính cái video này thì quý vị hãy bấm vào nút đăng ký của chúng tôi nhé, để ủng hộ kênh của chúng tôi ngày càng phát triển, và cũng là để cập nhật những thông tin mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và quý vị nào có nhu cầu mua hoặc bán nhà đất ở đâu đó và cần sự hợp tác thì chúng tôi rất mong được sự hợp tác của quý vị. Thì đây tôi muốn giới thiệu quý vị một cái lô đất mặt tiền của đường Phan Đăng Lưu này, có diện tích là 164 m², có chiều ngang là 8 m quý vị nhé, chiều ngang 8 m. Đây nó giáp cái căn nhà này, trong đó có 50 mét đất ở. Ở ngay đây nó có quán coffee, cà phê Bảo Yến này, các thứ này. Ngang 8 mét. Đó, ngang 8 mét. Thì chiều sâu là 20. 164 m². Trong đó có 50 mét đất ở. Thì cái diện tích còn lại á, nó lại là đất trồng lúa quý vị nhá. Trồng lúa. Giá chào bán là 1.850.000 quý vị ạ. 850.000. Và lô đất ngay gần với lại, ngay gần với lại đường quốc lộ 55, ngay gần Ủy ban Nhân dân huyện, trung tâm hành chính huyện, gần công an huyện, vân vân, các thứ, gọi là trung tâm của thị trấn đấy. Đấy thì quý vị nào mà quan tâm một lô đất ở đây nhá, thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới. Chúng tôi rất hạnh được phục vụ quý khách. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.